Sau mỗi chiều tan học vào các ngày thứ Ba, năm, bảy và Chủ nhật, võ đường Trưng Vương nằm trong trường tiểu học Trưng Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt lại rộn ràng với không khí tập luyện bộ môn võ cổ truyền. Được duy trì hàng chục năm nay, võ đường Trưng Vương Đà Lạt luôn là địa chỉ thu hút khá đông học sinh mọi lứa tuổi tham gia. Đến đây các em không chỉ được rèn luyện sức khỏe, mà hơn hết còn định hướng tư tưởng giáo dục rèn luyện phẩm chất truyền thống yêu nước trong tâm hồn mỗi các em. Luyện tập môn võ này con thấy vui và khỏe. Môn võ cổ truyền nó có lợi ích, tức là hiện tại là các cái trường học có cái chương trình là tạo cái sự thân thiện cho học sinh, trong đó là chống cái bạo lực học đường. Thì một võ sinh đi học tham gia tập luyện thì các em biết được là cái gì tốt và cái gì xấu, các em tránh được. Và các em tham gia tập luyện thì các em có cái tinh thần kỷ luật và học tập tốt. Trong những năm qua, để thực hiện tốt phong trào luyện tập thể dục thể thao, hàng năm các ngành các địa phương đã chú trọng đầu tư nhiều cơ sở vật chất, công trình sân bãi, trang bị thêm dụng cụ luyện tập, làm phong phú thêm không gian luyện tập thể thao cho mọi đối tượng, mọi người dân. Song song đó, các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao, trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa, cụm văn hóa thể thao, các điểm trường học, khu vui chơi thể thao được thành lập. Qua đó đã tạo thành một hệ thống các thiết chế thể thao gắn với hoạt động văn hóa xã hội chặt chẽ. Để cho thể thao Lâm Đồng có điều kiện phát triển thì trước hết là phải có một trong những điều kiện quan trọng nhất là cơ sở vật chất. Hiện nay thì mặc dù là cơ sở vật chất đã được tốt hơn những năm trước nhiều so với thời gian mấy năm trước đây, nhưng mà so với các địa phương trên toàn quốc thì còn thiếu thốn nhiều. Thì một trong những cái yếu tố tiên quyết để thứ nhất là phát triển phong trào và đào tạo huấn luyện thì nó là cơ sở vật chất. Thì ngoài ra thì còn có về các điều kiện dinh dưỡng cho các cháu. Nhưng vấn đề đấy thì phụ thuộc vào kinh phí của địa phương. Nhưng mà với điều kiện của Lâm Đồng thì tôi nghĩ là cứ như với cái mức ngân sách chi như hiện nay thì tôi nghĩ là nếu có cơ sở vật chất thì cũng có thể là cũng sẽ có những cái bước phát triển nhất định. Hàng năm, cùng với các giải giao lưu thi đấu cọ sát, phong trào thể dục thể thao ngày càng nở rộ và được tổ chức thường niên hơn. Việc giao lưu giữa các cơ quan đơn vị cũng được triển khai thường xuyên và nhận được sự hưởng ứng rầm rộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó mà tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên liên tục tăng qua các năm. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 1.000 đơn vị câu lạc bộ, điểm tập thể dục thể thao với trên 287.000 người thường xuyên tham gia tập luyện, đạt tỷ lệ 24%. Trong số đó, phong trào thể dục thể thao trong các trường học được duy trì bền vững, 100% số trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất nội khóa có chất lượng. Thể thao quần chúng thì chúng tôi xác định rằng là tiếp tục tuyên truyền và thực hiện theo cái nghị quyết 8 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao cũng như thực hiện cái chiến lược phát triển thể dục thể thao của quốc gia mà Ủy ban dân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch đấy, và cộng với cái quy hoạch về cơ sở vật chất, về thiết chế thể dục thể thao của các cái địa phương thì là phong trào thể dục thể thao của chúng ta sẽ phát triển, có cái điều kiện để phát triển mạnh trong những năm tới đây. Có thể khẳng định phong trào thể dục thể thao quần chúng ở Lâm Đồng đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe cho người dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh. Trên cơ sở những nền tảng này sẽ là điều kiện cần và đủ để địa phương tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo nên lớp lớp vận động viên trẻ có trình độ, năng lực, tiếp tục bổ sung kế cận, từng bước khẳng định vị trí của mình trong nền thể thao nước nhà. Với những cố gắng của nhân viên y tế thôn bản Ca Bét, thôn Nam Tân Lâm luôn hoàn thành chỉ tiêu về truyền thông, giáo dục sức khỏe. Trong đó, tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ 97%, tỷ lệ trẻ uống vitamin A đạt trên 90%. Hơn 10 năm qua, trên địa bàn thôn Nam nói riêng và xã Tân Lâm nói chung, không có vụ dịch lớn xảy ra.